Độc lạ hết xâm chiếm mảng mì tôm, lần đầu tiên quả thanh long có trong bánh kem. Bay ơi. Sau khi xuất hiện lần đầu tiên trong những ổ bánh mì thì gần đây trái thanh long đã thành công xâm chiếm trái đất ở mảng mì tôm, gây chấn động cộng đồng mạng. Chưa dừng lại tham vọng của mình, mới đây trái thanh long lại tiếp tục gây thương nhớ khi lần đầu tiên trái thanh long có trong bánh kem. Theo đó, một chủ cửa hàng bánh kem đã vô cùng tinh tế khi nắm bắt được tâm lý của khách hàng, biết rằng mọi người đang có niềm đam mê cháy bỏng với thanh long, nên người chủ đã đưa thanh long vào để mà chế biến, cũng như là nguồn ý tưởng dồi dào trong việc tạo hình nên những chiếc bánh kem đủ hình đủ dạng. Mặc dù chỉ vừa mới ra mắt người tiêu dùng ở mảng thanh long trắng, nhưng mà bánh kem thanh long đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhiều người còn chia sẻ rằng bản thân đang rất là háo hức chờ xem chiếc bánh kem thanh long ruột đỏ, cũng như ruột đủ thứ màu khác nhau. Một số bình luận được mọi người để lại: sắp tới ở trái đất sẽ có hình quả thanh long, thấy thanh long trắng là tưởng tượng cái bánh kem đó nó chua chua rồi đó trời ơi. Coi chừng năm nay bắn pháo hoa có hình thanh long luôn nè, có cả mặt nạ thanh long rồi đó mọi người, tôi mới mua nè. Thanh long kiểu thời chỉ tới rồi, cản không có nổi mấy đứa ơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.